Vâng, xin chào bác ạ, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay và em sẽ thanh lý cho bác nghe một cặp noa bãi, một cặp noa bãi BB2000C các bác nhé. BB2000C, đây là cái hàng mà em gửi đi cho một bác khách. Cái này thì bác rất nền lịch sự thôi, bác bảo cái này thì bác ấy vẫn nhận, sau đó bác ấy gửi lại, bác gửi lại và bác trả cả ship cả hai đầu luôn. Em rất cảm ơn bác, nhưng mà cái vấn đề nó bị ở đây đó là bên đơn vị vận chuyển, mặc dù bên em bọc rất rất kỹ rồi, nhưng mà cái này chắc là rơi, phải rơi vào hoặc cái gì va vào đây, chắc là va vào thôi chứ không phải nó rơi, va nó vào cái cạnh này đấy. Các bác nhìn đây, nó bị cấn một chút, thì em thanh lý luôn cho anh em luôn ạ. Đấy, test thì em đã có test lại rồi, em đang mở em test lại đây. Đấy, test lại cho bác anh em luôn, vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. BB2000C hàng bãi, đẹp cho anh em luôn. Thì các bác nhìn đây, thùng này chọn cặp rất là đẹp. Và đây nó còn bị va một cạnh này này, nó bị chảy một chút. Em thanh lý luôn cho anh em thôi, nếu các bác anh em về có thể tự xử lý luôn cái này được. Đấy, tự xử lý được nhé. Đấy, quay cho anh em luôn đấy ạ. Cặp này thì em báo luôn cho bác anh em luôn, em báo thực tế luôn cho anh em luôn, thì tất cả bên trong còn nguyên zin đẹp hết, và hàng bãi đẹp luôn cho anh em luôn nhá. Đó. Thì nó có khi vận chuyển qua lại thì nó bị vết như này, thì để em xin phép là em nên thanh lý cho anh em luôn. Nếu anh em có nhu cầu, các bác không quá cầu kỳ về cái vấn đề này, các bác có thể tự xử lý cái này được mà, anh em về tự xử lý được. Đấy. Và một cái vết ở nhỏ ở bên cạnh nữa. Đấy. Hoặc các bác có thể để nguyên như thế này các bác nhỉ. Nếu mà nhìn từ xa thì em quay từ xa các bác nhìn chắc là không phát hiện được đâu. Phải quay đến kỹ lắm thì các anh em mới nhìn thấy được. Em cặp này thì em xin phép thanh lý luôn cho bác anh em luôn nhá. Báo giá cho anh em luôn. Đấy. Báo giá cho anh em luôn là 6.200.000 đồng. 6.200.000 đồng cho anh em luôn. Duy nhất một cặp thôi ạ. Duy nhất một cặp. Nếu như các bác anh em về cái này, em nói thật các bác anh em về, các bác thích làm lại đẹp cái này thì chắc là nó vào phút mốt thì nó hơi quá đáng, các bác chỉ mất một chút thôi. Đấy, là các bác có thể làm đẹp lại được ngay. Còn nếu như cái này các bác có thể thích, các bác thay được thoải mái, không vấn đề gì cả. Cái quan trọng nhất ở bên trong còn nguyên zin tiếng hay luôn. Test thử tiếng cho anh em nghe nhá. Cuộc đời ai biết ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá. Cho bác anh em nghe thử luôn. Anh em nào có nhu cầu chốt cặp BB2000C này thì anh em nên trực tiếp qua số điện thoại bên em các bác nhé. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh nhé.